Người phụ nữ Thái có đôi tay to nhất thế giới, mỗi tay nặng gần 10 kg. Người phụ nữ có đôi tay lớn nhất thế giới mắc phải chứng bệnh lạ. Một người phụ nữ 59 tuổi sống ở Thái Lan đang phải sống chung với đôi bàn tay khổng lồ nặng gần 10 kg mỗi tay trong suốt hơn 50 năm qua. Cô tên John là người có đôi tay to lớn nhất thế giới trong suốt hơn 50 năm qua. Du Anh Trai Sama Samam, 59 tuổi, sống tại tỉnh Surin, Thái Lan, chủ một cửa hàng tạp hóa, đã sống chung với đôi tay khổng lồ, hậu quả của một chứng bệnh lạ và hiếm gặp khiến cho đôi tay của bà sưng to và đau đớn. Sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng ở nông thôn Thái Lan, nơi điều kiện y tế nhiều hạn chế khiến cho căn bệnh của Du Anh Trai không được chữa trị ngay từ khi cô còn bé và tiếp tục phát triển cho đến ngày nay. Mặc cảm vì tình trạng của mình, Du Anh Trai trải qua 20 năm đầu cuộc đời của mình bằng một cuộc sống ẩn nhật và tránh xa mọi người. Do đó, Du Anh Trai cũng không hề đi đến trường. Cô chỉ ở trong nhà và hầu như không hề ra ngoài đường. Tuy nhiên, sau khi đã bước qua tuổi 20, Du Anh Trai buộc phải từ bỏ lối sống trốn tránh để kiếm tiền chăm sóc cho cha mẹ của mình và quản lý cửa hàng tạp hóa của gia đình. Du Anh Trai cho biết đôi tay khổng lồ của mình khiến cho bà gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngay cả với những hành động đơn giản nhất như giặt giũ hay chải tóc, đôi tay của tôi rất nặng nên rất khó khăn để làm mọi việc, ngay cả khi nâng tay lên chải tóc hay gội đầu. Việc mặc áo quần cũng rất khó khăn và đau đớn, bà Du Anh Trai chia sẻ. Đến năm 25 tuổi, khi tin tức về tình trạng của Du Anh Trai được lan truyền, tình trạng của Du Anh Trai đã thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia y tế tại Thái Lan cũng như trên toàn thế giới, và bà cũng từng được thực hiện. Và bà đã từng thực hiện các ca phẫu thuật để giảm sưng cho đôi tay, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thành công và thậm chí còn làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Nhiều bác sĩ cho biết giải pháp duy nhất đối với đôi tay là cắt bỏ đôi tay. Điều này sẽ giúp cho tôi đi lại dễ dàng hơn. Tuy nhiên tôi không muốn như vậy. Du Anh Trai cho biết họ từng giải phẫu cắt bỏ 700 gram mỡ và máu, nhưng chỉ một thời gian sau đó chúng lại hồi phục như trước. Các chuyên gia tin rằng Du Anh Trai là người duy nhất trên thế giới mắc phải chứng loạn dưỡng phì đại u nguyên bào mỡ từ vai đến ngón tay trên cả hai tay, khiến cho một lượng lớn mỡ được tích tụ trên cánh tay và bàn tay, làm cho chúng có kích cỡ khủng đến như vậy. Nguyên nhân của chứng bệnh này cho đến nay vẫn chưa phát hiện ra. Do vậy, việc chữa trị là điều không thể. Bác sĩ ở trường đại học Kitasato, Nhật Bản, một bác sĩ tham gia tìm hiểu nguyên nhân chứng bệnh của bà Du Anh Trai cho biết. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, truyền thông quốc tế cũng đã nhắc đến trường hợp của cậu bé John Kalin, 8 tuổi, cũng sở hữu đôi tay khổng lồ. Tuy nhiên, thay vì có kích cỡ lớn hơn trên cả cánh tay, cậu bé Kalin chủ yếu phát triển kích thước ở đôi bàn tay. Mẹ của Kalin, 27 tuổi, cho biết ngay từ lúc còn mang thai, chị đã biết cậu bé khác thường nhưng không thể làm gì được vào thời điểm đó. Khi chào đời, Kalin đã có đôi bàn tay to gấp đôi so với trẻ sơ sinh bình thường, lòng bàn tay lớn còn các ngón thì dài. Mẹ của Kalin, 27 tuổi, cho biết ngay từ lúc mang thai, ban đầu đôi bàn tay của Kalin vẫn nhỏ, nhưng lúc bắt đầu phát triển và phù nề ngày một lớn, các ngón tay cũng phát triển không ngừng. Hiện tại mỗi bàn tay của Kalin nặng tới 8 kg và có chiều dài là 33 cm, tính từ lòng bàn tay cho tới hết ngón tay giữa. Đôi bàn tay khổng lồ gây khó khăn cho Kalin trong sinh hoạt hàng ngày, kể cả những việc nhỏ nhặt như buộc dây giày, mặc quần áo hay ăn cơm, thậm chí cậu bị bạn bè bắt nạt và xa lánh. Cháu không đi học vì các giáo viên cho rằng đôi bàn tay của cháu làm những đứa trẻ khác sợ hãi. Rất nhiều người trong số họ đã bắt nạt và đánh đập cháu thường xuyên, Kalin chia sẻ. Cậu bé còn cho biết cháu thấy khó khăn khi mặc quần áo, cài nút áo sơ mi và kéo khóa quần. Cháu hy vọng các bác sĩ sẽ giúp cho đôi tay cháu trở lại bình thường. Ngay từ khi sinh ra, bàn tay của Kalin đã gấp đôi những đứa trẻ bình thường khác. Tuy nhiên, do gia đình của Kalin thuộc hộ nghèo, thu nhập hàng tháng chỉ được khoảng 525.000 đồng, nên không có tiền chữa trị cho cậu bé. Gia đình vẫn đang tìm kiếm kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Cha của Kalin, Sam Nim, 45 tuổi, là một công nhân lao động, luôn lo lắng rằng con trai mình không được phát triển bình thường và tự trách mình không kiếm đủ tiền chữa trị cho con. Ông cho biết Kalin không thể tự nắm tay hay uốn cong bàn tay, nên chúng tôi phải cho cháu ăn. Kalin cũng chỉ sử dụng hai ngón tay để lấy một số thứ, ví dụ như ly nước để uống. Chúng tôi muốn đưa Kalin tới bệnh viện nhưng không có tiền nên lại phải về nhà. Thậm chí ngay cả việc cố gắng đưa cháu đến trường học cũng gặp khó khăn vì thầy hiệu trưởng quan ngại. Đôi tay khác thường của Kalin sẽ khiến cho bạn bè cùng lứa sợ hãi, hoặc Kalin sẽ bị bắt nạt và cười nhạo, bố của Kalin tâm sự.
hai vợ chồng ông chỉ mới đưa con trai đến một bác sĩ địa phương để khám bệnh, nhưng bác sĩ lại dập tắt ngay hy vọng của họ. Tiến sĩ Ratan, giám đốc bệnh viện địa phương cho biết, theo hiểu biết của tôi thì đây là một chứng bệnh vô cùng hiếm gặp. Tôi chưa từng thấy trên tạp chí y khoa hay internet một trường hợp nào có đôi tay lớn như vậy. Ông cũng cho biết thêm, cần phải tiến hành các xét nghiệm để biết chính xác loại bệnh. Hơn nữa, ngoài đôi tay ra thì sức khỏe của Kalem rất tốt, phổi và tim mạch hoạt động bình thường. Nhưng nếu để lâu dài, nó có thể gây áp lực cho tim mạch và làm giảm đi thời gian sống của cậu bé. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.